Xót xa bé trai 7 tuổi bị xe ba gác tông tử vong tại chỗ. Chiếc xe ba gác bất ngờ tông trực diện vào bé trai 7 tuổi đang đi bộ theo chiều ngược lại. Ngày 7 tháng 10, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang điều tra cái chết của một bé trai 7 tuổi trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Điều Dũng, 21 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, điều khiển xe ba gác máy không biển số lưu thông trên đường DT 755 hướng đi tỉnh Đắk Nông. Khi qua thôn 6, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng thì bất ngờ tông trực diện vào cháu DTPN, 7 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, đang đi bộ theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến cháu N tử vong tại chỗ.